Anh em nào muốn làm giàu lên ngay bibợm.me, hệ thống chặn lẻ Momo uy tín tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi anh em ơi. Còn cỡ chừng mấy bữa nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được cái thông tin của vị ninja tiếp theo là ai. Đó. Thì ngày thứ hai nó sẽ có những gì thì mình sẽ review anh em xem luôn nè. Rồi thì thứ hai tuần nào thì chúng ta sẽ cũng sẽ nhận được một cái code đó anh em. Cái code chung ha. Đó, code chung của tuần. Đây mình sẽ ăn luôn thử coi nó cho cái gì, tuần này cho cái gì nha. Rồi anh em có thể nha, ông nào chưa ăn có thể nhập cái bộ code này nè. TV3Q8NW nè anh em, XEHG74. Rồi ok. Rồi, vào xem thử coi cho cái gì. Coi là có cuộn hay không. Có cuộn đặc biệt là ngon rồi anh em. Hoài không thấy cuộn anh em. Nhưng mà có là su siêu cấp hả? Tuần này có event su siêu cấp nè. Rồi, nhiệm vụ khó là từ A tới S nè. Rồi, mấy cái su này cũng được ha. Nói chung là có ri là được rồi. Có đồ ăn là được rồi. Rồi ngày hôm nay nạp thêm một cái gói nữa mình sẽ kích hoạt cái gói đại chiến đi anh em. Đại chiến những giả đi. Đây, gói này trị giá 200k nha anh em. 1800 gosu ấy, hơi bị căng nhưng mà nếu mà anh em nạp mà ơi, có code tiếp nè. À, thì ra là ngày hôm nay là ngày đầu tháng anh em, ngày 1 tháng 8 nên là nó sẽ có những cái code khi mà chúng ta nạp khi mà chúng ta nạp đó nè, nó sẽ có cái code luôn. Uầy, ngon lành, nhận quà thành công ha, tuyệt vời. Rồi, để vô coi cho gì. Code Ikimichi, à. Uầy, code xịn thế nhờ, code này nạp tiền mới có nha, mấy ông. À, 40 cuộn đặc biệt nè. Hai con dummy, 6 sao. 100 mảnh âm dương anh em. Có thêm 10 túi Akatsuki nữa nè. Uầy, 50 mảnh huy hiệu nghề, tự chọn ngon. Cái này là mình mới nạp cái đại chiến những giả ha anh em, lượm luôn. Đó, tuyệt vời. Rồi bây giờ lấy thêm quà nạp liên với lại quà tích lũy kinh nghiệm VIP nè anh em. Thích nhất là cái này nè, 70 cuộn đặc biệt, quá đã. 6 cái rương vali nè. Nạp liên tiếp 5 ngày nè anh em. Rồi, tổng cộng là 75 cuộn đặc biệt nữa ha. Rồi tối nay rảnh thì sẽ treo cái đại chiến những giả này cho nó đánh xong 600 điểm luôn cho rồi. Đó, kích hoạt được là sẽ có thêm bé sặc nữa nè anh em. Với lại mấy cái cuộn ha. Validio rồi nữa nè. Đó, cái quà cuối thì chúng ta sẽ được thêm một con mèo nữa cũng ổn. Đó, thêm cuộn đặc biệt rồi. Với lại mấy cái quyển trục nữa nè anh em. Có thể vào để anh em xử lý mấy cái quyển trục này đi. Ngày vui vẻ. Vào mua thêm cũng được anh em. Mình thấy mua thêm ở bên cái gói quyển trục này ổn nè. 50 quyển trục. Đó, mua thêm bên này để chơi bên này ha. Nhập 60 đi. 60 được 75 điểm luôn nè anh em. 10. Để coi. Tiếp đây. 2 lên được 90. Đó, nhiều khi nó nhảy lên được 2 điểm á anh em, 91. Lấy một ráng cố gắng lấy cái rương 500 nhưng mà khó lắm anh em, rương 500 khó lắm nha. Bởi vì nó không có nằm ở trong cái gói nạp xịn á. Trời ơi, còn đúng 3 quyển trục luôn kìa. Hai quyển trục này là không biết đủ không nữa. Đủ luôn đi. Ai xa. Phải mua thêm rồi anh em. Thiếu. Đó, 150 Rio mới được một quyển trục ha. Cuộn. Ừ, 20 cuộn đặc biệt nữa. Xịn. Đấy, anh em có thể bỏ thêm Rio để mà mua thêm quà. Nhưng mà anh em xem kỹ nha. Bởi vì Rio của cái tuần này là nó không có phần tiêu Rio nha anh em. Nên là anh em cần kiệm một tí về cái phần tiêu Rio. Uầy, gói siêu quyển trục này xịn thế nha. Ui, gói xịn nè anh em. Cuộn thì chúng ta không bị lỗ luôn. Sạc thì chúng ta được thêm một con nữa. Bonus cho anh em thêm con dummy nữa nè. Uầy, nhưng mà không có cái Validio hả? Gói này nạp không có lỗ nha anh em. Rio hình như được nhân 2 luôn á. Được thêm quyển trục làng lá với lại quyển trục làng mây nè. Uầy, quá xịn sò. Cái 80 này xịn hơn ha anh em. Ở dưới nó tàn nó bán 60 không à. Ngon quá. Coi. Cuộn chi viện.
Đây gói siêu hot bonus bằng tính tiền đi anh em. Đó, anh em có thể nạp gói này cũng được thôi, nhưng mà nếu mà anh em nạp gói này thì nạp cái gói có 20 cái vali ngon hơn. Ủa đâu ta? Đây gói đầu tuần nè. Đó, 20 vali với lại 40 cuộn ngon hơn ha anh em. Nhưng mà chúng ta không có sạc thôi. Chung là dạo này mấy cái gói ngon quá. Đây gói này cũng ngon nữa anh em. Gói này cực kỳ ngon luôn nè. Được tới hẳn là 160 quyển trục làng lá. Hai con mỗi con gì con mèo với lại con sặc nữa nè, được 20 cái túi Akatsuki nè, gói này ngon nè anh em. Biết vậy nãy nạp cái gói này được rồi nhờ. Thôi nhưng mà lỡ nạp cái gói đại chiến những giả rồi nó cũng vậy anh em. Quà thì nhiều khi nó nhiều hơn luôn á. Gói đại chiến những giả ngon đấy anh em. Đó giờ ông nào có tiền thì nạp âm. Lợi hơn mấy ông nạp hồi đầu game mới ra mắt luôn á anh em. Mở 10 túi Akatsuki cho anh em xem coi được cái gì. Cái quát đờ heo gì thế này. Nó cho nguyên một nùi ninja, đại ninja luôn anh em. Cho nguyên một nùi mảnh đại ninja luôn mới ghê chứ. Với lại mấy cái food mảnh bảo vật đỏ nè. Mấy cái này để nâng bảo vật ha, mở 10 cái luôn đi. Mấy cái này để làm food khá là ngon. Mở cái này cho anh em xem luôn đi, mảnh bảo vật đặc biệt. Thôi để đi ha anh em. Để nhiều khi nó update cái bảo vật á. Wow, cái nhẫn này ngon nè, đánh vào đội viên bảo vệ nè. Xét thương chuẩn đồ các thứ. Rồi, anh còn cái này chưa mát nữa nè. Lá bài cam, rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái meta gọi là đang gọi là dần quay trở lại ti cũ mà mới, ti mới mà cũ anh em. Thì cái meta cụ thể đó là nó sẽ cho chúng ta một cái đội hình để mình bem kiếm một ông bem cho anh em xem. Kiệt văn rách này cũng mạnh lắm nè nha anh em. Kiệt văn rách này cũng mạnh lắm đấy. Nhưng mà đánh thử coi như thế nào. Mình build lại cái team chuẩn chuẩn một tí coi. Rồi ok, thì cái team mà mình đang muốn nói đó là cái team độc đốt anh em. Đó, sẽ đến từ vị trí của con Hanzo với lại con Shisui. À, nếu mà chúng ta muốn mạnh thêm nữa thì chúng ta có thể bỏ thêm bé Jiraiya vô nữa ha. Rồi còn cái con Spot. Chúng ta phải bỏ con Conan ra thôi anh em. Nếu mà muốn đốt mạnh hơn thì chúng ta phải bỏ con Conan ra. Đó, còn nếu mà anh em muốn là thủ cao hơn thì bỏ con Jiraiya ra, gắn con Conan vô để cho tránh được cái tình trạng bị one hit anh em. Đó, bây giờ mình sẽ test coi đốt độc nó mạnh mạnh hơn hay không. Sặc để hàng đầu luôn cũng được. Shisui. Rồi, bem thử ha anh em. Bem thử ông Kiệt Văn Rách này coi. Ông này đợt mình có review cái ad cho anh em xem rồi á. Nếu mà anh em chơi cái con linh thú con Emma đó, mà anh em chơi chuẩn chuẩn á, đó thì có thể búp được những cái hiệu ứng xét thương chuẩn vào đầu của con Kilobi. Cụ thể là phải lấy quay chết ba con hàng đầu luôn. Quải trưởng đấy anh em, có thể câu được những cái nộ của con những cái đánh thường của con sặc ha. Con Enma đánh được xét thương chuẩn, bớt xét thương chuẩn em nên là sặc có thể trị được con Kilobi đấy. Có thể trị được đấy. Nè, chuẩn bị bớt xét thương chuẩn nè anh em. Khóa mộm nó lại kia, đúng rồi, câm lặng đi. Đây anh em. Này, có xét thương chuẩn rồi ha. Đấy, một khúc máu ạ. Câm lặng nó đi, đừng có để cho nó xả nổ. Ôi, rồi xong. Chán con meo mình thiệt luôn á anh em. Nó phải câm lặng nhiều nhiều một tí để nó khóa nộ của con Kilobi lại, may ra mới giết được nó ha. Phải nộ thấp quá đánh đâu có được bao nhiêu đâu. Nhưng mà phải có con Emma ha để có những cái xét thương chuẩn. Nãy anh em thấy nó rút độc rồi anh em, rút độc cũng được ha. Nhưng mà chúng ta phải sống sót ở trong cơm bắc nha anh em. Phải sống sót trong cơm bắc. Tóc nó phải cao một tí để tí hồi nữa mình sẽ cho anh em coi cái bùa nè. Với lại cái bảo vật của cái team của mình luôn để cho anh em tham khảo. Chưa có xét thương chuẩn nên là đánh chưa có thấm đâu. Để sau cái tên này nha anh em. Đúng rồi, khóa nộ phải phá cỡ này nè mới ok. Rồi, có xét thương chuẩn rồi. Đánh được kiểu này chắc phải, nếu mà chiến mạng ok nửa cây đấy. Đó, gần nửa cây nha anh em. Làm thêm nhát nữa lỗ nè. Nhưng mà đừng có bị mất cái chiến mạng, đừng có bị mất cái cầm lặng là được. Cố lên sặc ơi. Đúng rồi, bắn Susanoo cũng được. Susanoo đánh cũng thấm đòn lắm đấy. Phá nổ nó lại.
đừng có để nó xả ra là có người chết đấy. Rồi xong, mèo ra đi. Nhưng mà sạc cũng chưa ra đi nha. Rồi, ổn. Câm lặng kìa anh em. Sạc của mình vẫn bị dư âm của con sạc ở bên kia anh em, nên nó sẽ bị câm lặng theo. Đúng rồi, có em ma đồ các thứ nữa là ok. Đấy, what the hell, cái pha cuối nó ảo. Anh em thấy không, bắn một quả Susanoo xong rồi nhảy vô đánh thường một cái nữa anh em. Ghê thật sự. Để cho anh em xem lại cái trận này. Má ơi, nó dồn hai lần sát thương vậy thì bố ai mà chịu nổi. Đó, tức là bây giờ là không có sợ Killui nữa ha anh em. Không sợ Killui nữa. Xem lại cái trận hồi nãy ha. Cho anh em coi lại cái pha cuối của con sặc. Ôi ơi, nó ảo diệu. Với lại coi cái trận này chưa có phát huy được cái khả năng là đốt độc ha anh em. Bởi vì cái con Hanzo với lại con Jiraiya của mình là nó đang bị là câm lặng. Đó, nên là không có đốt độc được. Trời ơi, cái pha tán chết ba mục tiêu đầu kinh dị thực sự. Đó, trận này là hầu như là những cái con tướng đốt độc của cả hai team đều gãy hết rồi anh em. Nên là nó sẽ rơi vào cái vị trí carry bây giờ, đó là con sạc Susanoo. Wow, sạc Susanoo bên kia gãy luôn nha anh em. Bây giờ là đối địch với lại con Killui bên team địch nè. Nãy nó bắn một cái mũi tên Susanoo xong rồi đánh thường một cái nữa, tức là dồn đam tới hai lần. Killui bên kia chịu không có nổi anh em. Tại vì Killui bên kia nó bị câm lặng á, nên là nó sẽ khóa những cái nộ lại. Từ đó thì nếu mà ba ống nộ nó sẽ nhân lên là cỡ cứ một nộ là 10% công anh em. 100 nộ là 100% công, nhân tới 300% công của con sạc lên luôn thì ai mà chịu nổi. Nó có thể trị được Killui rồi, nhưng mà khi Killui ở trong thử thách nó là một cái phạm trù khác anh em. Ở trong thử thách mấy cái chỉ số của mấy con tướng nó ảo lắm. Kể cả Killui nữa. Nên rất là ghê, sợ lắm anh em. Coi lại cái pha cuối ha. Cái pha cuối nó sốc đam quá kinh. Lúc này là Mel chuẩn bị hẹo nè. Nếu mà sau có cái mấy cái bảo vật miễn chống rồi các thứ thì gắn vô cũng ổn. Anh em tuyệt đối đừng có gắn cái bảo vật nộ cho con sạc nha. Bởi vì sạc của chúng ta khi mà vào trận á, nhiều khi nó bị câm lặng á, đó thì nó sẽ không chơi nộ được. Rồi khi mà anh em đánh thường xong rồi con sạc chúng ta tới 150 nộ lận, nên là rất là dễ bị ăn cái tên đánh thường của con sạc ở bên kia. À, nên em tuyệt đối đừng có gắn nộ cho nó ha. Những cái con tướng gắn nộ thì anh em có thể gắn cho tướng tăng cơ, để tí hồi nó sẽ cho anh em xem. Hoặc là những cái con tướng nào mà tóc cao một tí. Khúc này chưa dồn đam đâu nha anh em. Khúc này chưa dồn đam đâu. Chắc là gần rồi đấy. Đây, một quả Susanoo nè. Khúc này đã được em ma búp rồi nha. Đấy, đánh thường một cái nữa. Đó, má ơi. Nhưng một mà còn không kịp thấy luôn. Phải cả trưởng à. Một mình what the hell, một mình con sặc gây được là 287 triệu sát thương. Tất cả mấy con này chả gây được sát thương gì cả. Ớn lạnh thật. À, rồi, bem ông khác nha. Cao ri này cũng mạnh lắm nè anh em. Đánh ông cao ri này thử coi. À, quên cho anh em xem cái cho anh em xem cái bảo vật với lại đồ của mình. Đây, Killui của mình là một trong những cái con tướng gắn cái bảo vật nộ để nó hút đam của con sặc ha. À, máu phần trăm máu ha. Rồi, Conan thì không chơi rồi, Conan bỏ ra rồi. Gai cũng bỏ ra luôn rồi, không chơi rồi. Shisui. À, Shisui thì sẽ chơi máu với lại tóc anh em. Anh em có thể chơi thêm công đồ cũng được, nhưng mà mình muốn tóc cao để đốt cho nó đau á. Đây, nhưng mà chúng ta sẽ bù lại công thì ở phần bên này cũng ok hơn. À, gắn luôn cả cái những bạc cổ. Cái con Shisui này có thể được block được đam của con sạc ha, nên là gắn cái những bạc cổ vô khá là hợp lý. Hoặc là cái những cái bảo vật nộ, ví dụ như là dây xích ngọc rồi đấy. Rồi sạc thì mình chơi cho nó cái chí mạng với lại sát thương chí mạng. Bao tay hồng thì cũng vậy thôi. Đó, bao tay hồng này cực kỳ ngon bởi vì nó có 21% công. Đó, nếu mà có bảo vật xịn hơn thì anh em có thể gắn vô. Nhất là những cái bảo vật gọi là kháng câm lặng á, cho sặc á, đánh khá là ok ha. Rồi Jiraiya thì máu với tóc nè. Rồi cho thêm cái dây xích ngọc vô nữa, tăng cái sát thương kỹ năng vô khá là hợp lý. Nhưng mà nếu mà ở trong trận chúng ta bị câm lặng thì coi như là vứt luôn nha anh em, vứt luôn cả Jiraiya. Chà, lấy máu nhiều quá để mình gỡ ra luôn đi.
Không biết đứa nào đang cầm cái này. Ôi. Không biết đứa nào đang cầm cái bộ trang bị này của con Jiraiya để mình xem coi mình lấy ra lại đây nè. Cái này là bộ của sát thủ hả? Mình đang còn dư một bộ sát thủ của Toby nữa nè. Đây rồi, đây rồi. Gỡ trang bị. Rồi, ok. Cho sát thương kỹ năng nhiều nhiều một tí. Rồi, ổn rồi đó anh em. Rồi, Hanzo thì mình chơi cho nó công với lại phần trăm công ha. Gắn cho nó luôn cả cái dây xích ngọc à, cho nó hút đam. Cho nó hút đam của đối phương anh em. Cụ thể đó là con sặc á. Cho dù em nó chết, em nó cũng sẽ gây độc luôn ha. Nên là không sao, Mel thì chơi bộ này rồi. Cũng là dây xích ngọc với lại cái bù cam. Nếu mà ở trong trận á, em nó không có bị câm lặng thì có thể búp cho team được cũng khá ổn. Rồi ok ha anh em, vào bên tiếp. Chơi. Đó, nếu mà Mel không có bị dính câm lặng á anh em thì chúng ta có thể có nộ ngay đầu, tuân đầu luôn. Đấy, anh em thấy không? Ngay tuân đầu là Mel có nộ rồi. Nếu mà búp được nộ cho team thì team chúng ta đỡ bị sốc đam hơn. Jiraiya với lại con Shisu của mình vẫn bị dính cái câm lặng anh em, khó chịu lắm nha. Rồi pha này là hàng đầu đối phương, ui trắng cây luôn ạ. À. Jiraiya tiên nhân hẹo rồi, đó anh em thấy không? Cái pha hồi nãy là đánh được chết mỗi con Jiraiya tiên nhân thôi. Sặc của cái con Shisu của mình là block được đam nè, với lại một con nào đó đang bị dính mà mình không nhớ là con nào. Đó anh em thấy độc rút chưa, độc của Hanzo thôi đấy. Có thể trị được cái meta hiện giờ ha. Đây bắn thêm quả này nữa thì ai mà chịu nổi. Rồi bây giờ còn có mỗi mình con Killer Bee thôi. Ổn ha. Cái con sạc ở bên kia đánh được đúng một cái một được một lần đầu thôi anh em, chết được con Jiraiya thôi, còn hầu như không chết được ai nữa. Bởi vì cái con me của mình nó đã búp được cái nộ đầu rồi á. Nên cũng khá là ok. Câm lặng nó lại kìa. Đừng có cho nó chơi nổ, đúng rồi, ổn nha. Xui xui mình vẫn đang bị câm lặng nha anh em. Chết tôi. Trời ơi, chơi cả sên luôn ạ, à. Được, hảo hán. Rồi, à, bây giờ cái con Kilobi này chỉ bây giờ chỉ có mỗi mình con sặc là chị được thôi nè. Chứ lại con Bantendo là chị được nó thôi à. Bởi vì nó có những cái quả gọi là xóa hiệu ứng với lại hồi máu ghê quá. Với lại đợi con Enma búp sát thương chuẩn nữa nè. Sát thương chuẩn mà chí mạng đam cũng cao lắm á ha. Chưa có Enma nè, nó bắn như là mũi cắn inox nè. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Sắp có Enma rồi, cố lên. Cho nó đánh chết rồi hết mấy con tướng hàng sau đi cũng được. Mấy con tướng hàng sau làm nó hồi máu thêm chứ làm gì. Rồi Enma mà có cả thêm là ba ống độ nữa thì sạc pha này đánh nửa cái máu, 1/3 cái máu nè. Bởi vì ông này mạnh lắm. Ui 1/4 à. Trâu bò gì đâu á. Gặp Killoby mà trâu thì chúng ta phải có sạc mạnh hơn ha nè, mới chơi lại nó được. Cố lên, cố lên. Không biết là có quýnh nổi cái con Killoby bên này hay không. Đốt máu thì cũng không là gì đối với lại con Killoby cả nha anh em. Đó bắt đầu thấy thấm thấm rồi đấy. Rồi, Hanzo mình sắp hẹo rồi. Trước khi hẹo khạc cho nó cục đờm. Cho dù Jiraiya chết, con Hanzo với lại con Shisui vẫn là đốt độc vẫn ok ha anh em. Nhưng mà không có làm nghĩa lý gì với lại con Killoby cả. Đang ba ống nộ luôn kìa. Khóa nó lại, khóa nộ nó lại kìa. Đừng để nó nộ ha, chết hàng sau đấy. Rồi xong, nộ được rồi anh em ơi. Ừ may quá. Con Mel này cũng là một cái thành phần khóa nộ rất là ổn ha anh em. Đứa nào mà chặn là con Mel là nó sẽ câm lặng được đấy. Giống như ví dụ như là con Killoby nè, chặn cao nè. Đấy. Quê cái pha đó đánh chất lượng. Cố lên, chặn nó lại, đừng có để cho nó nổ. Rồi xong. Chết Shisui rồi. May quá Shisui có chặn. Ồ nó đầy máu lại được kìa anh em. Nó đầy máu lại được kìa. Đó, không có khóa được độ của nó, không câm lặng được con Killoby, khó giết nó lắm.
Còn không thì bây giờ mình phải lên con sạc tầm cái chừng tiên thuật 3 anh em, đánh nó mới thấm được. Susanoo. Đó, hết thấm rồi đó anh em. Để nó rớt nộ nhiều quá, đánh đâu có thấm đâu. Shisui block ram anh em. Rất là châu bò đỏ. Ba đánh chất lượng đó nha. Rồi đầy ổng nộ lại rồi nè, cố lên. Rồi Shisui gãy rồi ha. Càng ít người thì dễ càng giết con Killui được anh em. Càng ít người càng dễ giết. Đó, như vậy thôi. Chết tôi, đúng rồi, câm lặng lại rồi. Chiến này con sạc tán một cái nữa có khi chết luôn á anh em. Ui. Câm lặng, đừng để nó nổ. Phải câm lặng được pha này ha anh em, nó mà nổ rồi, ngon. Win rồi đấy. Sạc chơi một quả đánh thường là ok nè. Hồi máu với chúng tôi, yes. Thành công, giết được con Killui bên team địch. À, quá kinh luôn. Ổn áp nha. Trời ơi á, dạo này những cái trận BK đồ các thứ nó rất là căng luôn á em, rất là căng luôn á. Ông này nữa nè, ông này đội hình cũng giống như mấy ông kia à. Để kiếm mấy ông nào mà gì đây? Sake mới ra tù. Để kiếm những cái ông nào mà được bem lại coi nè. À, ông Đạt Lê bữa giờ mình đánh ổng cũng thua hoài nè. Bây giờ Gia Văn Rác nè, ông này thì thôi, nói gì nữa, khỏi đánh ổng luôn đi cho rồi. Rồi, chơi ông Đạt Lê cái coi. Phải lấy lại danh dự chứ anh em. Ok. Rồi, vẫn là con Shisui với lại con Jiraiya dính cái câm lặng anh em. Anzo nữa ạ, à, ảo ma thật đấy. Không sao. Shisui bên kia. Không biết là con sạc của mình là có thể đánh được ai ta. Chắc chắn là Shisui rồi. Rồi, auto dính độc. Này thì quay, sạc bên kia trâu thế nhờ. Sạc bên kia trâu quá anh em. Nhưng mà tóc nó không lại con Shisui của mình. Đó, không lại con sạc của mình. Ôi, đau nhưng mà không chết nha. Tuy đau nhưng không chết. Quả này không biết giết được ai hay không đây. Đó, sạc bên kia gãy rồi ạ, à, ok. Đó, anh em thấy đánh ổn rồi anh em. Team bên kia vẫn bị dính cái quả độc của con Hanzo với lại quả đốt của con Shisui ha. Đang đốt rất là đau. Trời ơi, bay màu không thấy luôn. Rồi, bây giờ cứ cái bài cũ thôi. Nếu mà giết con Killui này cứ cái bài cũ thôi anh em. Khóa nộ của nó bằng cách câm lặng nè. Rồi, đợi con Enma búp những cái... đó, bắt đầu thấm rồi đó. Đợi con Enma búp những cái xét thương chuẩn vô mà đánh thôi anh em, là ổn rồi. Khóa cỡ 3 ống nội là ok. Rồi, mới có 2 ống nội máy thôi là bắn là cũng ok rồi. Phá lại. Chúng ta dựa vào, ui. Quỷ nè, con quỷ Killui này nó đánh con mèo mình xém hẹo luôn anh em ơi. Rồi xong. Căng quá. Con Killui của ông Đạt này cũng mạnh lắm nha anh em. Đúng rồi, choáng đẹp quá. Chết con mèo của mình rồi. Mèo mình trước đó mất nhiều máu quá. Rồi xong, chết sạc luôn. Rồi cả hai con thì cả hai con Killui đánh nhau thì chắc chắn là hòa rồi anh em. Chắc chắn là hòa rồi nên thôi, bấm qua được cho nó nhanh. Lại ha. Xui ở cái chỗ là chưa có test được cái khả năng đốt độc của team mình cho anh em xem. Bởi vì nó choáng, nó câm lặng nhiều quá. Ok, để xem lại nha. Đánh lại trận nữa nha. Phải cho con Jiraiya đồ các thứ. Ôi, vẫn bị kìa. Vẫn bị câm lặng kìa anh em. Ảo ma thằng đấy. Cho anh em coi cái khả năng đốt độc của ba con ở đằng sau của mình. Nó mới ổn được. Đó, chết Jiraiya rồi. Jiraiya là thành phần là bị ăn hành nhiều nhất. Bởi vì nộ của nó cao nhất mà anh em, dính quả câm lặng là coi như là phế em nó luôn mà. Đấy, hẹn cục đơm liền. Sạc của mình nộ trước ha anh em. Ui, không chết, may quá.
Quả này sạc bắn thần tiễn Susano là có đứa chết nè. Wow. Vậy mà sạc bên kia không chết nổi kìa anh em. Chẳng cái máu thôi. Nhưng mà pha này thì sạc của mình có thể né được. Ok, xi xui gãy rồi ha. Nhưng mà sạc bên kia cũng không có né được cái pha này đâu. Chết luôn đi quỷ. Rồi ok, tiếp tục lại cuộc chơi giống hồi nãy. Pha này meo của mình hoài, đánh đầu thế. Được, 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 được. Mới có 4 vòng thôi nha anh em, lo được ha. Chưa có cam lặng được con quỷ Kirby nữa. Bởi vì cái miệng chống của nó cao lắm nha anh em. Miệng chống Kirby cao lắm nha. Đó, nó nộ hoài luôn kìa. Khó giết lắm. Đó, cầm lặng được rồi kìa. Đó, mình phải có con sạc mạnh một tí nữa để giết những cái con Kirby cho bò như thế này. Không biết là cái con ninja mới đợt này là nó có mạnh hay không anh em, có thể trị được Kirby hay không, hoặc là sạc hay không. Chúng ta cùng đợi chờ ha. Tới đó thì mình sẽ review về cái bộ kỹ năng cho anh em xem. Thử coi con Killer ở cái con tướng mới là ai nữa anh em. Rồi pha này được này nha, pha này là nhiều ống nộ nè, cam lặng nhiều đấy. Này này thì what the hell. Má ơi cái pha đó nó nổ kinh vậy thật. Còn gần nửa cái máu đó anh em, 1-1, gãy luôn. Quá kinh vậy. Nhưng mà mình vẫn muốn đánh một lần nữa để cho anh em xem cái khả năng đốt độc đó đã anh em. Coi chủ yếu là coi cái khả năng đốt độc thôi. Đừng có để bị câm lặng hai con, là ba con đằng sau anh em là được. Bị câm lặng nhiều quá. Rồi. Được con Jiraiya cũng được. Rồi, trận này thua mới ghê chứ. Cho anh em coi cái khả năng đốt độc thôi. Đánh ông dưới đi. Kiệt văn đách này ông cũng chơi con Hanzo thì phải. Rồi. Coi trận này đi ha. Ôi, bên này có con mèo nên là nó câm lặng ác lắm. Đánh lại mấy ông dưới này đi. Chủ yếu là test cái khả năng đốt độc thôi anh em. Ông này ông ợp lai dữ vậy ta. Rồi tiếp tục nha. Này chắc đỡ nè, đỡ bị câm lặng nè. Đó, vẫn dính hai con đằng sau anh em. Khó hiểu thật. Vẫn dính hai con đằng sau. Để khi nào nó không dính hai con đằng sau thì sẽ để đó cho anh em xem ha. Có mỗi con sạc thôi mà nó khóa nổ căng quá. Có tỷ lệ thôi mà mình thấy hầu như 100% hết à. Xui xui vẫn bị dính kìa anh em. Còn mà thôi kệ nó. Đó, Zidia chơi được nộ rồi ha. Rồi sau đó sẽ tới con Hanzo. Nếu mà ổn nữa thì phải có con Shisui anh em. Rồi, Hanzo có nộ rồi kìa. Đó, không phải. Nó có đốt rồi kìa anh em. Thèn thêm cục đờm nữa nè. À, rồi phải. Ôi, ôi, rút độc. Úi, trời. Đó, anh em thấy rút độc ổn không? Chưa tính cái con Shisui của mình nữa nha anh em. Chưa tính con Shisui của mình chỉ nộ nữa là thôi. Tiêu bên kia là gãy càng luôn đấy. Rồi còn Kirby bên kia win luôn ha. Rồi ổn rồi đấy. Đó mới có con Jiraiya với lại con Hanzo chơi theo đó anh em. Còn con còn con Shisui chưa nổ đấy. Bắn Killer đi. Rồi chơi. Thử coi khả năng rút độc như thế nào. Ừ may quá không có đứa nào dính cầm. Ở có rồi kìa. Quỷ Shisui vẫn bị dính đó anh em. Không con này cũng con kia. Khó chịu. Nhưng mà không sao. Gai đánh vẫn đau nha mấy ông. Quay để con để con sạc hàng đầu. Thốn thế nhờ. Để sạc hàng đầu đánh thốn thế nhờ. Nhưng mà bên kia hẹo hết rồi. Ôi ôi á. Bóc hơi hết, còn mỗi con na thôi. Đã vậy còn bị dính câm lặng nữa chứ. Na bây giờ hết thời rồi anh em. Thời bây giờ là thời của là sặc rồi.
một nốt nhạc. Thôi test vậy được rồi ha, anh em cũng thấy cái khả năng của cái team của mình rồi ha. Rồi anh em thấy có ý kiến gì hãy comment dưới ha. Đừng quên like, share những theo dõi kênh của mình. Sau qua này mà có những cái gì meta mới nè, rồi những cái team nào mà tối ưu được các thứ lợi hại đó, mình sẽ review tiếp cho anh em xem. À, rồi ok nha anh em.